Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ cùng nâng cấp cái đèn của con ATV lên nhá. Đấy, như anh em vừa xem thử nãy mình có đi cái đèn nguyên bản của nó đấy. Tối kinh khủng luôn. Đi nhìn đây là 1 2 4 5 6 bóng này nhưng mà đi nó chán á, tối lu mù luôn. Ở trong nhà là nhìn còn rõ rõ này, ra ngoài tối là không nhìn thấy gì. Đây. Bây giờ mình sẽ dùng cái LED 3 để độ nó lên nhá. Cái này là LED 3 144W này. Cái nguồn của nó là từ 10 đến 30V nhá. Mình sẽ dùng 4 chiếc này. Thêm một cái LED 3 650W này. Cũng là từ 10 đến 30V luôn. Chúng ta dùng 12V là tha hồ rồi. Sáng kinh khủng luôn. Những cái LED này mình mua ở trên Banggood nhá. Anh em có thể truy cập liên kết trong mô tả video.
Như vậy là độ xong rồi. Mình dùng 5 cái led 3 nhá. Bây giờ chạy thử nhá. Cái này tổng công suất của nó là 1250W lận.